lần. 3 lần. Tăng 3 lần một bì bột ngô 25 cân. Ngày tầm này năm ngoái là mua có 5.500 mà bây giờ là lên 17.500, 17.000. Thì tông với 8 thì khi mà có Nelson đi và quay lại thì các bạn ấy cũng rút được kinh nghiệm bài học của Nelson hơn. Có đi ra gì nữa không? Không, không. Không ok. Mấy thanh niên nhà ta hôm nay có vẻ vui nhỉ? Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhá. Quế Bonito và Quỳnh Châu Phi đây. Mấy thanh niên hôm nay nghe có vẻ vui vẻ thế. Đi từ dưới này nghe thấy tiếng hát vọng xuống dưới này rồi. Mỗi ngày đi đến thấy ngô nó tốt lên, trông nó đẹp nhỉ. Đây. Mỗi ngày đến là trông ngô khác hẳn luôn nhé mọi người nhá. Bãi ngô này. Lên trên kia. Đấy, năm nay nhà Tông với nhà Tám với nhà Antonio Mariana có được mấy cái bãi ngô khá là tương đối. Khoai bên này của các bạn đi, bây giờ nó đang lên rồi này mọi người này. Đang tươi tỉnh hết rồi này. Đấy, khoai ở đấy là đã ok rồi. Bota đi. Bota đi. Đấy, còn ở cái chỗ này thì các bạn đi trồng khoai vào rồi đây mọi người. Chỗ này là trồng vào rồi nhá. Tất cả các chỗ này nhá. À, làm sao cái chỗ này không làm thêm xuống à? Quỳnh đến đây quay cho mọi người xem này. Cái chỗ này là mấy thanh niên làm có vẻ là bị lỗi đây này. Tại sao không làm luôn cái chỗ này đi nhỉ? Đây, chỗ này các vị này. Làm sao lại cho dại làm thẳng dọc xuống dưới này đây này. Đây là đây. Kiểu dấu chấm hỏi đấy. Đấy, đoạn cho này... dại. Chỗ này đúng kiểu dấu chấm hỏi đây này. Nhưng mà đấy, cái chỗ này sau khi mà làm dọc như chỗ này là bị phát hiện ở chỗ sai rồi. Bây giờ ở đây là làm theo cái kiểu ngang này rồi. Aquí no fazia mai canteru, por qué? Fazia mai canteru aquí. Ya? Para ligar con esa. Ya? Now de sa que se pasó así. Amanhã vou estar fazendo aquí. Ya? Còn một cái chỗ này thì không làm thì... Ôi, ngô đây nên cũng vẻ đẹp đây nhỉ. Ngô với đỗ ở đây này. Wow. Cái đám ngô này đẹp chưa? Nhìn cái cây ngô nó lên là đã thấy nó đẹp, nó xanh mướt này, đỗ này ok này, vậy đẹp nhỉ? Quá đẹp đấy. Cái đám ngô này đẹp cực ý. Nhìn cây nào cây đấy nó to, nó mập ý mọi người. Công nhận là ngô được đấy. Nhưng mà nó được bây giờ thế thôi, thế nhưng mà chưa biết được đâu mọi người, bởi vì là mưa chỉ còn chưa biết là có thu hoạch được bắp ngon không. Đúng rồi. Là quan trọng là còn mưa nữa. Đỗ này, đỗ chỗ này thì cũng lên xanh như này mọi người này. Đỗ thì có thể thu hoạch được, nhưng mà ngô thì chưa biết được. Ngô thì chưa nói được chứ tương lai với cái đám ngô chỗ này nhé mọi người nhé. Ngô ở dưới kia thì tương lai rồi, là chắc chắn rồi. Nói chung là ngô dưới kia thì không phải bốc phép nữa mà là được. Còn ngô này thì chưa biết chắc được. Hôm nay là dự định hạn cuối để cho các bạn đi làm được xong chỗ này đây. Nhưng mà không biết là có xong không đây này. Hoje vai pronto. Zero hora. Tá quase já. So, ah, não, tudo mubanga. Amanhã planta. Vamos plantar hoje. Que? Saia zero hora. Tudo nada, doutor. Você. Vamos plantar. Então vai plantar até zero hora. Sim. Você já lembra tá, que é tua boca, já? Lembra tua boca. Vou passar aqui, que é? Zero hora. Não, 19 horas, só 19 horas yeah. Eu passar aqui, só. Yeah. Já, sim. Vamos ver. Yeah. Yeah. Cậu ông này tình tưởng, cậu ông bảo hôm nay sẽ làm đến 12 giờ đêm. 12 giờ đêm để xong, không biết là tình hình nay các vị có cái chuyện gì mà vui vẻ thế. Dưới chân đồi đã thấy các vị hát rồi. Đây này, mình lên cao trên kia một tí cả. Lên cao trên kia một tí để quay cho mọi người xem thấy rõ hơn. Đây là, coi như là cái chỗ này là hoàn thành nhỉ. Hoàn thành chỉ tiêu mọi người. Lên luống khoai cái thứ này, hoàn thành chỉ tiêu đây này. Tất cả ở đây này. Ở trên này là các bạn ấy là lên luống cuối cùng nhé. Aquí ya, até ali, también nhá. Dạ, now there's a space livre, dạ. Dạ. Đấy là ở chỗ đấy, bên này là ở chỗ này. Coi như là sẽ phải làm luống kín hết, không để chỗ trống, mà để chỗ trống thì cỏ nó lại lên ấy. Đấy, tất cả chỗ này lên luống, ở phía dưới này thì các bạn ý, lên xong nhưng mà có vẻ này trồng hôm nay à? Esa meteo gì? Dạ.
Iate ali tam anh mete ya. Aki tam anh phazia doi kante ru tông ya. Aki. Aki tam anh doi kante ru aki. Entende ne? Nau desa ne uma spasu livre. Desa spasu livre capi vai subi. Đấy, chỗ này là đám ngô này cũng có tương lai này mọi người này. Ui, ngô nhìn trông thích chưa mọi người này. Đã. Nói chung là có ăn nhé mọi người, cứ có chăm chỉ là có ăn mà, nhìn này là có tương lai rồi. Còn rất là nhiều người cũng ý kiến là trồng khoai không đúng kiểu đấy mọi người, không đúng bài đấy. Thế thì mình cũng đã nói rõ ngay từ đầu rồi. Thực ra thì ở đây là hướng dẫn cho các bạn làm cho nó có cái form này đã. Còn thực ra ở đây nó thiếu rất là nhiều thứ. À, đủ các thể loại ấy. Thế này để cho các bạn đi quen dần với cái việc làm luống đi rồi chúng ta sẽ tính. Bây giờ mà nắn cho các bạn đi làm mà chuẩn tuyệt đối gọi như là ý kiến của mọi người ở Việt Nam ấy thì chắc là đến 2 tuần nữa là chưa xong tất cả những cái luống này đâu mọi người. Gọi đây giống như kiểu đang chạy KPI ấy. Rồi 2 tuần nữa mà chưa xong thì coi như là để mà làm đẹp thì cũng không có thu được gì cả. Nên là ôi, mọi người chấp nhận để cho các bạn làm như thế này nhé mọi người nhé. Quan trọng là mình cũng lợi dụng là cái đất ở đây của các bạn ấy nó cũng khá là tốt. Chứ nếu mình là cái đất mà đã cằn cỗi, nó đã bạc màu rồi thì mình cũng không dám trồng như thế này. Đúng rồi, cái đất của các bạn ấy khác với cái đất ở Việt Nam mình lắm. Vì đất này bao nhiêu năm các bạn ấy không sử dụng rồi. Và mọi người nhìn thấy các bạn ấy cuốc ấy, dưới này nó lên rất là nhiều mùn chứ không phải là ít đâu. Cuốc cái mùn rồi là rễ cây các thứ rất là nhiều nhé mọi người nhé. Nó không như kiểu đất ở Việt Nam mình nó bị bạc màu đâu. Đất ở Việt Nam mình là coi như là chẳng còn tí chất nào mà trồng cái gì cũng phải phân bón vào. Mọi người nhìn thấy điển hình ví dụ như ngô ấy. Ngô ở bên này các bạn đi trồng là không có bón phân đâu mọi người. Ngô đặc biệt là chỗ Tông với Tám với Antono là mình hướng dẫn các bạn này. Chỉ có năm đầu là cho các bạn bón phân thôi. Năm thứ hai cái thứ trở đi này mọi người trồng này không có bón phân gì cả. Đấy, chỉ có dựa vào nước mưa thôi, dựa nước mưa của ông trời thôi. Và mọi người nhìn thấy ngô này, nó tươi tốt, nó xanh này. Các bạn ấy chỉ làm sao đảm bảo được nhiệm vụ cho mình là làm cỏ thôi mọi người nhá. Làm được cỏ thì ngô, đỗ, rồi là các loại cây trồng nó sẽ lên rất là tốt. Cái đám ngô trên kia kìa cũng lên khá là tốt kìa, đang trổ cờ kìa. Đấy, bên trên kia kìa, Quỳnh zoom lên cho mọi người xem cái đám ngô ở trên đấy. Miễn làm sao mà đây các bạn ấy trồng đúng quy cách là được mọi người ạ. Còn thực ra thì thiếu phân bón thì phải chấp nhận đấy. Thiếu phân bón thì thiếu cái phân lót là cũng phải chấp nhận đấy. Mình hướng dẫn cho các bạn làm đúng cái form cái này đi đã. Rồi bây giờ là mọi người nhìn quan sát từ trên từ này xuống dưới này. Tất cả các luống, rất là nhiều luống khoai đấy chứ. Công nhận là Quyết Sang có hơn tuần mà coi như là tất cả công việc chạy nghe vẻ là mượt phết nhỉ. Nhìn xuống dưới kia kìa, ngô, đám ngô kìa. Ở đây này. Rồi ngày mai các vị hoàn thành ở đây nữa xong, ok này. Vất vả nhất hôm nay, khả năng hôm nay các bạn sẽ không làm xong được. Mất ngày mai để trồng khoai nữa. Ngày mai trồng khoai với lại khả năng ngày mai lên nốt cái luống chỗ này nữa. Bởi vì là bây giờ ở đây cũng đã hơn 17 giờ rồi mọi người, hơn 17 giờ chiều. Mặt trời hôm nay xuống hơi muộn một tí. Thế nhưng mà chuẩn bị là muộn rồi. Hoy você está tan alegre por qué? Todo alegre hoy. Thế là các ông bảo là các ông vui bởi vì là sắp làm xong hết cái luống này rồi. Qua hết cái công đoạn mệt rồi. Rồi, vui là tốt. Tưởng các ông làm mà các ông nhìn thấy tôi sướng, các ông xị mặt cho nó thành vấn đề. Nhiều đám ngô sướng nhỉ. Nhưng mà chỉ có sợ là mưa sắp tới nó hết rồi là đám ngô này nó không đạt hiệu quả. Mặc dù ban đầu nó rất là đẹp này đấy. Hy vọng là nó sẽ được nhưng mọi người có thể vẫn được anh ạ. Đấy, hy vọng là sẽ được. Còn tất cả những cái đám ngô mà bạn trồng ra trước rồi thì không cần nói nhiều nữa là chắc chắn sẽ được. Còn chỉ có sợ mỗi cái này này nó không được thì hơi đáng tiếc này. Bởi vì bây giờ nó khá là đẹp. Quỳnh zoom lên cho mọi người xem, mọi người sẽ thấy rất là đẹp cái chỗ ngô này. Đây, đám ngô này tôi đang nói đến đấy mọi người. Không có phân bón gì đâu mọi người, chả phân bón, chả gì cả. Chỉ có cuốc đất làm cỏ xong là uống nước mưa của ông trời thôi. Sang năm khá khá lên một các bạn ấy làm nhanh hơn rồi, quen rồi thì mình có những cái phân mục của cái cây cỏ mình ủ lại. Sau mình sẽ tận dụng để mình trồng cấy. Bởi vì thực tế ra ấy, nói đi vẫn phải nói lại. Mình không bón phân ấy là cũng có một cái lợi là đỡ tốn tiền. Nói thẳng là đỡ tốn tiền mọi người. Bởi vì phân bón thì giá cao này. Các bạn bón phân thì cái năng suất ở đây nó chỉ trội hơn thêm một tí thôi. Nó không có hơn so với cái này đâu.
Bởi vì năm thứ nhất, năm thứ hai đất của bạn còn rất là tốt, bón phân vào cảm giác như nó vẫn hơi phí, cái lãng phí cái phân ấy. Rồi xong khi đấy thì các bạn ấy giá trị của cái này nó không được cao. Có khi mà bón phân vào xong rồi bán ra lại đủ tiền phân thôi. Nhưng mà ở đây không bón phân vào bán ra lại còn có dư ra. Đại loại vậy. Em tính nếu mà bón phân chỉ nghĩ là cái bón phân những cái tự mình ủ thôi, chứ cũng không phải mua phân hóa học nữa. Sang năm thì sẽ hướng dẫn dần các bạn ấy ủ những cái cỏ, các bạn ấy ủ dần, giống như nhà Antonio bây giờ đang bắt đầu là tụ hết các cái cỏ vào để sử dụng đấy. Sử dụng cỏ rồi. Đối với các bạn ấy phải từ từ dần dần mọi người. Làm nó từng bước, từng bước, từng công đoạn ấy. Nói chung thì mình bốc phép như thế thì giỏi, nhưng mà cứ để xem là kết quả của các bạn như nào. Hôm nay nhìn thấy đến đây các bạn đi làm như tốc độ như này là coi như là thôi, cũng tạm chấp nhận ưng ý rồi. Tất cả luống khoai tức là đẹp muốt rồi. Làm đẹp rồi đấy. Em nhìn từ trên này xuống thành giống như ruộng bậc thang ấy. Nhìn từ trên xuống đẹp mà nhỉ. Nhìn từ dưới đây thì không biết thế nào, nhưng nhìn từ trên xuống thì đẹp rồi. Đấy, ông kia ông đã đi cắt khoai rồi, không biết là có khi khả năng mấy ông tính hôm nay trồng hết thật ấy. Cái này là hơi nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá, bởi vì là bây giờ chỉ còn một tiếng nữa là tối rồi, mặt trời xuống nhanh lắm. Mình cũng không thúc ép các bạn đâu, nếu làm được thì tốt, còn không thì để ngày mai. Mà thật ra hôm nay là Quỳnh nhìn thấy phía đằng này là bắt đầu có mây đen này. Hầu như mấy ngày nay các bạn cũng rất là may mắn khi mà vừa trồng khoai xong là tối nó cũng có mưa ấy. Cứ ngày trồng thì tối mưa, ngày trồng thì tối mưa. Ban ngày vậy, ngày thì nắng, còn là tối đến lại mưa vừa phải. Đất nó vừa đủ ẩm, xong rồi nó nén, xong rồi hôm sau đất nó các bạn cuốc thì lại mềm đó. Vậy cho nên là ban ngày thì mới có thời gian làm để cho đẩy kịp tiến độ, ban đêm thì có nước mưa tưới để cây nó phát triển rất là ok. Mấy ngày hôm nay có thể hôm nay lại mưa tiếp đấy, các vị làm việc rất là may mắn đây. Mây đang kéo đây. Đây mây đang kéo đến ùn ùn này. Cái tầm này cũng bắt đầu mát rồi, các bạn làm cũng đỡ mệt. Ông Tông này có vẻ khỏe phết nhỉ. Cuộc hàng hái là phết đấy. Tông ra mua từ phò xa mê tên ake u kê nu 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 bô xù. Mê tê ai quán là? Ông nhìn vừa cuộc, ông vừa để nước túi uống này cấp nước. Đỡ mất thời gian xuống kia uống nước đấy. Thua các ông còn hăng hái nỗi vậy cơ. Đây, mọi người đây. Trông như này cảnh khá là đẹp đấy, thơ mộng đấy mọi người. Đây, còn bên này thì là ông Tám. Ông Tám thì bây giờ là có vẻ là cũng biết làm tương đối rồi. Không như hôm đầu tiên thì ông cứ xinh vâng vâng vâng. Anh quyết cứ nhắc lại quá khứ vậy. Nhưng mà bây giờ là cũng tương đối rồi. Ngày đầu làm là khó khăn lắm, vất vả lắm. Ai cũng vậy thôi. Suýt nữa đai vì tăng huyết áp. Ở dưới kia thì ông Tony Sơn đang xuống để cắt tiếp mà lá khoai nha mọi người, trà khoai nha. Các bạn ấy bây giờ cứ việc ai người làm, không phải nhắc nhở nữa, cũng không ai bỏ phải bỏ ai nữa. Mỗi người thì cuốc từ bên này sang, người cuốc bên kia sang. Hôm đầu mọi người nhìn thấy thì có vẻ như các bạn ấy trồng nhiều cái ngọn khoai ấy. Nhưng mà mọi người quan sát thấy thì nếu như mà trồng chỉ ngọn khoai không thì làm sao mà đủ trồng tất cả những cái chỗ này mọi người. Cũng phải lấy những vào cái trà sâu hơn đấy mọi người. Hôm vừa rồi là quay mọi người là quay không quay đến cái đoạn mà các bạn ấy lấy các cái trà khoai ở giữa ấy. Nên mọi người nghĩ mà chỉ lấy ngọn khoai, nếu mà chỉ lấy ngọn khoai thì sao mà đủ. Thì tất cả là cũng phải cắt ra xong ra rồi là lấy cái trà ở giữa nữa. Tông ơi, Agora nhá. Tông nhá. Nembra, Temina Aki. Temina Aki. Tambang Fajamai, La Lanh Bai Su. Ali. Aki à. I. Doi Canteru Ali. Nau desa neu maspa suli vriaki entendene to so fazia turuaki entau da termina so vonta disasa kapi akaba de esa entau vamuke suta voces da no tan mai trabania entau vamu suta no e assim
Esa tempu da suvaza kaba. Zano tanh mana da para trabanya. Enta pronto aqui. Você pode ir já. Pode ir já aí, não é? Não, não. Não, okay. Onde? Fazer onde? Vamos calcular o lado do telefone. Quem dá? Você vai alugar? Se não vai poder alugar, vamos alugar. Sim. Agora é muito difícil. Já, tá bom, então vamos ver, vamos ver. Com dinheiro não é tão difícil assim. Já, ok. Então vamos ver. Đang dọa ông, đang trêu ông, bây giờ là xong hết cái khoai này, bây giờ bên này chẳng còn gì làm nữa bởi vì mùa khô rồi. Thì làm xong thì cho các ông nghỉ việc thôi. Các ông bảo là bây giờ là sẽ đi thuê. Giờ thuê cái chỗ khu vực ven suối để làm gì? Để trồng rau mọi người ạ. Chứ không muốn rời đi nữa mọi người ạ. Bởi vì thực tế ra thì các ông, các vị á, ông Tám ấy là rút kinh nghiệm từ chỗ Neo Sơn rồi mọi người. Neo Sơn thì trước đây đi thì bây giờ cũng gọi là quay lại thì cũng vui vẻ hơn rồi. Bởi vì là khi mà rời ở đây đi thì biết được cuộc sống nó như thế nào. Bây giờ quay lại thì nó khác. Thì Tông với Tám thì khi mà có Neo Sơn đi và quay lại thì các bạn ấy cũng rút được kinh nghiệm bài học của Neo Sơn hơn. Thế nên là các bạn ấy làm việc cũng rất là vui vẻ. Mặc dù ở đây thì ông Quyết thì rất hay cạo. Nói rất là nhiều. Làm nhảm. Cạo. Đến thì mặt thì cau có. Không là nói. Thế nhưng mà các ông chả ông nào muốn đi cả. Thế mới à cày chứ. Neo Sơn thì ngày xưa là bị người khác đến để dụ đi mọi người, chứ không phải là Neo Sơn tự đi. Neo Sơn là bị dụ đi. Thế cho nên là sau khi mà dụ đi nhưng mà làm ăn thì không thành, thì bây giờ là Neo Sơn quay lại. Quay lại thì Tông B8 với lại Antonio Maria là rút được bài học kinh nghiệm rất là lớn. Thế nên là sau khi bây giờ mình có bảo các bạn đi nghỉ, các bạn cũng không muốn nghỉ đâu. Phía đằng xa kia có một đám. Phía đằng xa kia là đằng kia cũng tốt luôn. Đây Quỳnh có vẻ như đang muốn đi review cho mọi người xem các cái chỗ ngô của các bạn ấy trồng đây này. Đây bên này đây là đám ngô một lứa tuổi khác này mọi người. Mà phía bên trên kia là cũng lại một đám ngô. Quỳnh thấy là vừa nãy anh Quyết bảo là quay vào rồi đúng không? Đúng rồi. Đây. Đây thế nhưng mà. Nhưng mà phía bên trên cao của ông Quỳnh bây giờ Quỳnh mới nhìn thấy. Phía bên trên cao kia là của hàng xóm sao nhỉ? Nhìn như đâu vậy? Ekalimiru Dunosku. Tam anh Dunosku. Ekali. À đấy cũng là của bên nhà Tông Tám chứ không phải của hàng xóm mọi người. Bởi vì là đúng là theo cái kiểu trồng của các vị chứ hàng xóm thì phải trồng khác nhỉ. Ui dồi ôi, cái cây ngô. Cho đây ngô Angola. Cái giống Angola, ngô Angola. Cái cây nó kiểu như cây mía vậy. Nó có những cái cây nó to. Đấy các bạn đi trồng từng đám, từng khu một mọi người. Phía bên trên kia cũng là của Tông với Tám này. Cái này sẽ được ăn trước. Sắp được ăn rồi. Trên này cũng là của Tông 18 này. Chỗ này là được ăn rồi đây mọi người ạ. Sắp được ăn rồi đây này. Sắp được ăn rồi. Cây nó cũng to lắm mọi người. Các bạn ấy ở đây khả năng là các bạn cũng chăm, cũng làm cỏ nhá mọi người. Thì cây nó như này này. Nó bắt đầu ra cờ. Nói chung là các vị sang bên này chỉ bị mình mắng vì cái tội là gì? Trồng thu hoạch, đỗ xanh không thu hoạch thôi. Chỉ còn có... Cũng chỉ có trồng ra nhiều thứ lắm đấy chứ. Đấy. Như này này, ra cờ, ở đây ngô cũng ra cờ. Chỗ này ra tốt rồi đấy. Đấy, xong rồi xuống dưới kia cũng là một đám ngô nữa mọi người ạ. Xuống dưới này, các bạn ấy trồng mỗi đám ngô một lứa tuổi khác nhau. Bên này đỗ này nhìn hơi lụi nhỉ. Đỗ này là đỗ xanh trước thì quay cho mọi người xem đỗ xanh rồi. Nhưng mà chỗ đỗ xanh vẻ... chín rồi đây này. Chắc là phải quay lại đi thu hoạch đỗ xanh rồi đây thu này. Thu hoạch đỗ xanh thôi. Này. Rồi, đỗ xanh chín mai, này. Xong rồi ngày mai phải đi thu hoạch đỗ xanh rồi. Trông xấu xấu, lá xấu xấu mà quả cũng hơi nhiều đấy mọi người. Cũng có quả đấy. Phải thu hoạch thôi. Nhà các bạn ấy phải thu hoạch thôi. Tông ơi. Akimakun đi ơi. Precisa kule ya. Ya pronto happy đùa ba nha. Vâng ra kule. Đấy ở đây là đỗ xanh là cũng chín rồi đấy mọi người. Đây. Chết mình mà không lên thì cũng quên mất cái chỗ đỗ xanh nhỉ. Đây. Chín tương đối rồi này. Chín tương đối rồi đấy, chín một nửa rồi. Cũng có hiệu quả đấy chứ, cũng không đến nỗi. Chỗ này các bạn thu hoạch được mấy cân là được rồi. Này. Ok nhỉ. Đấy. Lá xấu thôi còn hạt thì không xấu. Quả nào hạt là được. Mắng thì mắng nhưng mà vẫn có thu hoạch chứ cả nhà. Ở bên này thì đỗ Angola các bạn ấy mới trồng thì bây giờ nó cũng đang nhú răng lên đây này. Đã. Không biết là cái chỗ này có được thu hoạch hay không thì chưa biết được. Cái này không dám nói trước đâu mọi người.
các bạn cứ làm, cứ trồng, cứ xoay vòng hết đấy mọi người ạ. Đi dịch ra đây này, ở đây có một đám ngô nữa đây này. Anh đã lên chưa? Nói chung là ngô thì các bạn ấy trồng rải rác từng đám rồi. Các bạn cứ luôn Tám ơi, Esa, Milu, từ Angola, từ Việt Nam. Đỗ xong các bạn ấy trồng ngô, ngô xong lại trồng đỗ vào ấy. Rồi, đây, đám này là đám bên trên mà các bạn ấy. Đây là đám ngô của Angola tiếp mọi người ơi. Đó. Bây giờ mỗi đám ngô nó đều là giá trị với các bạn hết. Rất là giá trị rất là nhiều ấy mọi người ạ. Nhìn nó mấy cây vậy nhưng mà bây giờ bột ngô của các bạn nên mua ở ngoài chợ nó đắt tiền lắm. Mà nó bây giờ tăng hiếm, lên mấy lần rồi. Hiếm người Angola Quỳnh. Có những cái đám ngô như thế này. Ừ. Mà Quỳnh cũng các video Quỳnh hay nói là nó tăng ấy, mọi người thấy Quỳnh cứ nói tăng từ đầu năm, từ giữa năm ngoái cho đến bây giờ. Cứ càng ngày nó càng tăng so với tầm này của năm ngoái là nó phải tăng 3 lần, 2 lần là ít. 3 lần rồi, tăng 3 lần. 3 lần. Tăng 3 lần, một bì bột ngô 25 cân. Ngày tầm này năm ngoái là mua có 5.500 mà bây giờ là lên 17.500, 17.000 mọi người. 17.000. Đấy mọi người trồng thế. Thấy các bạn ấy trồng ngô ra như thế này thì không lo đói. Hey. Còn ở phía dưới kia nữa chứ không phải là ở đây đâu. Chỗ phía sau Tô Niu Sơn kia đang bẻ lá khoai, cành trà khoai kia mọi người. Cả một đám ở cái đường vào mà chúng ta nhìn đấy. Đấy. Mà ở đây nhà chỗ Tông Tám làm chỗ nào là sạch cỏ chỗ đấy đấy này mọi người ạ. Sạch cỏ là chắc là chạy KPI khi mà mình sang đấy. Đây đến bây giờ cỏ vẫn sạch, sạch bách. Đẹp, các bạn làm kịp. Đám ngô này các bạn làm kịp cỏ. Vậy là cứ mưa thuận, cứ có mưa nhiều. Nếu mà người dân mà người ta trồng đỗ thì người ta sẽ sợ là có mưa nhiều. Còn mình thì mình trồng ngô như này thì mình lại thích, thích có mưa nhiều. Có mưa nhiều càng đấy, tốt. Đấy gọi là đấy, mọi người quan sát thế là không có cần phân bón gì nhá. Lúc nãy đi vào mọi người nhìn thấy cái đám ngô mọi người anh thấy rồi đấy. Ngô của Angola nhá. Tốt quá, nhìn thấy Quỳnh cũng thấy vui cho các bạn ấy. Thấy cũng đỡ mặt, cảm giác xuống làm việc với các bạn cũng thấy thoải mái hơn mọi người ạ. Nhìn các bạn ấy làm kịp rồi thì có những sản phẩm cây cối tốt tươi là mình cũng thấy vui vẻ. Mình không phải mình mắng các bạn tại vì mình cũng lo là làm như làm không có kết quả hay là có kết quả mà các bạn không thu mình cũng thấy tiếc cho các bạn ấy chứ. Nên là mình cũng thấy sốt ruột lắm. Nên là có gì là cứ phải nhắc. Amanya tengki kole makundi. Podese mai tadi, pronto tudo aqui. Makundi, mai tadi kole la. Consegui ou não? Amanhã não queremos. Segura cá. Vamos, vai depender. Eu não acabei aqui hoje, vamos ver amanhã aqui. Amanhã quer o quê? Amanhã não queremos depois, não acabar de tudo da Mubanga. Temos um problema com o nosso na cidade. Então, não. Tem que ter que ler primeiro o Macundi. Antes de sair, precisa de Macundi. Você que não pode que repetir com aquele Macundi. Tá. Tá. Tem que ser acabar antes de sair. Entende? Já? Yeah? Thế là các ông định là ngày mai các ông làm xong các thứ cái này là các ông đi lên trên phố. Đấy, thế nhưng mà nay tôi đi qua chỗ kia tôi nhìn thấy đỗ xanh chín rồi thì nhiệm vụ các ông là phải thu hoạch đỗ xanh xong mới được đi. Các ông này hào hứng, các ông nhanh nhẹn để các ông xong cái này để các ông đòi đi nhảy lên trên phố. Só perder que máximo uma hora para colher uma condição. Đây bây giờ mình đứng đây mình quay cụ thể cho mọi người xem là cái luống ở chỗ này các bạn ấy làm là hình vòng cung ấy. Mọi người nhớ lại là cái hôm đầu tiên mà mình đứng ấy, khi mà các bạn chưa làm luống ấy, thì mình đứng mình vẽ cho các bạn là cái chỗ này mà nó cái đấy cái trung tâm là cái xoài thì làm nó hơi cong cong một tí về cái hướng cái xoài cũng được. Nếu như mà không làm thẳng được thì các bạn ấy nghĩ là mình bảo làm cong luôn, thì các bạn nên làm cong hình vòng cung này luôn, hình bảy sắc cầu vồng này luôn. Đấy, ông Tô Niu Sơn thì đang ở dưới kia để cắt ngọn khoai nha mọi người. Còn cái chỗ này thì sau khi đó thì mình nhắc thì cần phải làm thẳng, làm dọc này. Thế nhưng chả biết là các vị nghĩ làm sao.
thì các vị lại làm thêm một cái đường thẳng xuống dưới kia. Tức là cái này là cái luống khu vực chỗ này gần như là làm cái dấu hỏi mọi người ạ. Các bạn ấy làm xong thì thiếu một cái là dư ra một chỗ này các bạn lại không làm, chắc là tiếc mấy cây ngô mọi người thì không làm, định bỏ là mấy cây ngô đấy thì thôi không làm, nhưng mà mình bảo là phải làm thêm ở chỗ này nữa. Và ở trên chỗ cái gần đám ngô kia nữa là còn một cái khu đất trống nữa khoảng tầm 2 luống, thì bảo các bạn ấy làm ở đấy luôn 2 luống. Đấy, như thế là các bạn sẽ hoàn thành tất cả cái khu trồng khoai đợt này nha mọi người nhé. Đấy, có mình sang cái là mọi việc là chạy khá là nhanh. Nói chung là các bạn ấy vẫn cần phải mình uốn nắn rất là nhiều mọi người ạ. Phải uốn nắn nhiều lắm á. Đấy, mọi người đứng nhìn chỗ này. Chỗ này vòng cung này quay lên màn hình lại đẹp chứ. Yeah. Ok nha mọi người, video này đi sang để xem tình hình các bạn ấy làm như thế nào. Và chỉ cho các bạn ấy hoàn thành những cái chỗ còn lại. Cho các bạn ấy chủ động các bạn ấy làm thôi. Chứ hôm nay mình cũng không có động vào cuốc, cũng không có làm gì cả. Chỉ là xuống để kiểm tra tiến độ của các bạn thôi. Thì video này sẽ kết thúc ở đây thôi nhé cả nhà nhé. Xin chào mọi người. Quan trọng nhất là phát hiện ra đám đỗ xanh mà chín và bị lãng quên á. À, ok. Rồi, chào cả nhà nhé.